Trong những năm gần đây, cụm từ liên cầu lợn đã được nhắc đến rất nhiều. Nó là một loại bệnh bắt nguồn từ việc giết mổ lợn nhiễm bệnh hay là ăn tiết canh, nội tạng lợn chưa nấu chín, để lại di chứng nặng nề, có thể gây nguy hiểm hoặc là tử vong nhanh nếu không được phát hiện sớm và điều trị kịp thời. Hiện nay thì bệnh liên cầu khuẩn lợn ở người đang có chiều hướng gia tăng và có diễn biến phức tạp, mà nguyên nhân là do chính ý thức của người dân. Và chương trình Chúng ta đang ăn gì ngày hôm nay sẽ giúp cho quý vị tìm hiểu về mức độ nghiêm trọng của căn bệnh này. Không khó để bắt gặp những quán tiết canh ở khắp mọi nơi. Từ sáng sớm, các quán tiết canh đã tấp nập người ra vào. Họ thoải mái thưởng thức món khoái khẩu với ý nghĩ bệnh sẽ trừ mình ra. Chú ăn tiết canh không sợ bị vào. Khi ra người mình có thể kẹp hết cả HIV nó lại ra. Vẫn dám ăn bởi vì nó bảo là thực tế là đúng 9 giờ rồi là chưa thấy quan tài chưa đổ lại. À không anh không sợ. Cái loại gì mà người anh cũng chưa hết. Một quán ăn nhỏ như thế này có gần 100 bát tiết canh được bắt trong một ngày. Rất nhiều người vẫn vô tư ăn, không cần biết hiểm họa đang rình rập từ chính những bát tiết canh này. Mỗi người ăn tiết canh đều đưa ra cho mình những lý giải khác nhau. Và đôi khi họ còn phó mặc sự an toàn của chính mình cho những người bán hàng hay giết mổ lợn. Biết lợn là người ta biết. Thôi là biết cho những nhà hàng quen, ai cũng muốn làm ăn để kiếm tiền đúng không? Lâu dài làm ăn thì người mình mới biết lợn là tốt thì mình mới biết, hoành tiết canh mà lợn không nhớ không bao giờ ai còn lấy. Quy trình giết mổ lợn và bảo quản tiết canh chính là nguyên nhân dễ làm nảy sinh các mầm bệnh. Đặc tính của tiết canh là người mổ hay mổ lợn vào đêm và sáng hôm sau mới mang đi bán. Tiết canh sẽ được để lưu trữ nhiều tiếng. Trong khi đó, máu lại là môi trường nuôi cấy vi khuẩn mạnh nhất. Nếu như tiết canh bị vấy bẩn bởi một vi khuẩn nào đó, thì chuyện vi khuẩn đó loang rộng và phát triển trong tiết canh là dễ hiểu. Bình thường, liên cầu khuẩn lợn sống ở vòm họng của con lợn. Với đàn lợn khỏe thì vi khuẩn ấy có thể tiềm ẩn ở một số con. Nhưng với đàn lợn ốm thì nguy cơ cao hơn và vi khuẩn cũng không chỉ sống ở vòm họng mà còn ở các nội tạng khác, trong máu và phổi. Liên cầu khuẩn ở những con lợn ốm cũng có sẵn trong máu. Ở trên cơ thể con lợn thì nó có cái con vi khuẩn, nó là con liên cầu lợn, tên nó là Streptococcus. Thế thì nó thường thì nó cứ cư trú ở vùng hầu họng hoặc là vùng đường ruột hay sinh dục của con lợn. Thế thì trong cái đàn lợn lành cũng có một số con nó mang liên cầu lợn. Thế nhưng mà nếu như một cái đàn lợn mà nó bị ốm thì cái số lượng cái con lợn nó mang liên cầu khuẩn lợn nó tăng lên, cũng như là cái số liên cầu lợn trên cái cơ thể con lợn nó bị nhiều lên, hoặc là các cái bộ phận khác, ví dụ như bình thường nó không có liên cầu lợn. Thế nhưng mà khi một con lợn nó bị ốm thì nó có thể là liên cầu lợn nó xâm nhập vào. Ví dụ như là trong tiết, trong thịt con lợn có thể nó có. Và nếu như ta ăn thịt con lợn ốm mà chưa được nấu chín thì hoặc là chúng ta tiếp xúc và chăm sóc hay là giết mổ chế biến con lợn mà nó bị ốm thì cũng có nguy cơ nó sẽ có thể nó lây nhiễm sang người. Người đàn ông này đã nhập viện được 3 ngày với những triệu chứng sốt cao, đau gáy, mỏi mệt. Theo chuẩn đoán của các bác sĩ Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, ông đã mắc bệnh liên cầu khuẩn thể nhiễm chủng huyết. Nguyên nhân khiến ông Hoàng Văn Tĩnh rơi vào tình cảnh này là do ăn tiết canh. Trước khi vào đây thì trước 3 ngày thì có ăn tiết canh, thì sau 3 ngày nó mới bị ốm. Tiết canh là món khoái khẩu của nhiều người, nhưng nó lại tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến căn bệnh nguy hiểm này. Bệnh nhân mắc liên cầu khuẩn có thể dẫn đến nhiễm chủng huyết, viêm màng não mủ, thậm chí có thể gây tử vong. Đối với người bị nhiễm liên cầu lợn thì có hai cái thể bệnh. Cái thể thứ nhất là thể nhiễm trùng huyết và sốc nhiễm độc khuẩn. Thứ hai là cái thể viêm màng não mủ. Thế thì với cái thể nhiễm trùng huyết và sốc nhiễm độc khuẩn ấy, thì thường là bệnh nhân sau khi bị nhiễm liên cầu lợn thì sẽ có thể sốt cao và sau đó thì diễn biến rất là nhanh sang dẫn đến cái tình trạng là có tình trạng sốc. Thế với cái thể đó thì cái mức độ nguy hiểm nó khá cao, bệnh nhân có thể tử vong đến vài chục phần trăm.
Rồi còn cái thể với cái thể thứ hai là thể viêm não mục. Thì thường là bệnh nhân sau khi bị nhiễm thì bệnh nhân có tình trạng sốt cao, đau đầu, nôn, buồn nôn. Và có thể là diễn biến nặng hơn thì dẫn đến tình trạng là có lơ mơ, hôn mê hoặc là co giật, vân vân. Theo thống kê của Bộ Y tế, năm 2014 cả nước chỉ có 100 ca mắc bệnh, nhưng chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2015 này đã ghi nhận tới 90 ca. Mặc dù Bộ Y tế đã khuyến cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhưng hiện nay nhiều người vẫn thờ ơ, chủ quan về căn bệnh này. Ông có biết là ăn tiết canh là rất có hại không? Tại sao ăn ạ? Thôi thì con người nông thôn mà lao động, thì nó có ngày nọ này kia thì vẫn cứ có cái truyền thống. Ở Việt Nam, nhiều người thường có thói quen dùng các món tiết canh chế biến từ tiết sống lấy từ các loại động vật như gà, vịt, lợn, bò, chó, thậm chí uống tiết canh sống lấy từ rắn, dê. Tiết canh là món ăn tươi sống, sử dụng nguyên liệu là tiết động vật tươi, được pha với nước mắm hoặc nước muối nhạt để chống đông trước khi trộn với những phần thịt, sụn động vật băm nhỏ. Cách chế biến tiết canh như vậy rất thịnh hành trong ẩm thực từ Bắc đến Nam của người Việt Nam. Như vậy, tiết canh bản chất là tiết sống, mang rất nhiều mầm bệnh, nhất là máu của các con vật đang bị nhiễm bệnh. Nếu lợn đang mắc bệnh thì nguồn tiết của nó sẽ chứa nhiều vi sinh vật gây bệnh. Vì vậy, người ăn tiết canh từ các con vật này sẽ dễ mắc bệnh, liên cầu lợn, cúm gia cầm, nhiễm khuẩn huyết, bệnh đường tiêu hóa, viêm não mô cầu, run, sán. Thật ra thói quen ăn tiết canh thì đã có từ rất là nhiều năm tại Việt Nam và có thể nói là một món khoái khẩu của rất nhiều người. Và cũng không chỉ là tiết canh lợn, bởi vì ở đây chúng tôi cũng đã gặp rất là nhiều trường hợp có thể bệnh nhân ăn tiết canh vịt, tiết canh ngan hoặc là tiết canh dê nhưng mà vẫn mắc liên cầu lợn, thì người ta hỏi là thế có phải là cái con vi khuẩn liên cầu lợn có ở trong những cái tiết canh đấy không, có ở trong những cái con vật đấy không, ví dụ như là có ở dê, ở vịt, gà hay không, thì phải trả lời luôn là không có. Thế tuy nhiên là cái lượng mà có thể làm tiết canh của những con vật kia thì ít, cho nên người ta vẫn có thể sử dụng tiết canh lợn để làm ra, ví dụ có thể là tiết canh dê nhưng thực chất thì lại được chế biến từ lợn. Thế cho nên là mà cái bệnh mà do liên cầu lợn ý, thì ở đây chúng tôi gặp phải đến 80 hoặc 90% là có liên quan đến việc là ăn tiết canh. Bệnh liên cầu khuẩn tuýp 2 trên lợn có khả năng lây từ con vật bệnh sang người theo đường hô hấp hoặc qua tiếp xúc trực tiếp ăn uống. Khi con người tình cờ tiếp xúc với lợn hoặc ăn phải tiết canh lợn mang mầm bệnh, vi khuẩn có thể xâm nhập qua da vào cơ thể người và gây bệnh. Cái con liên cầu lợn thì người ta ghi nhận thấy nó xâm nhập qua hai con đường chính. Thứ nhất là thông qua tiếp xúc. Ví dụ chân tay chúng ta có các cái vết xước xát mà chúng ta chăm sóc, chúng ta tham gia giết mổ những con lợn hoặc là chế biến cái sản phẩm lợn mà nó bị nhiễm liên cầu lợn. Thì có thể nó xâm nhập qua các cái vết xước xát trên tay như vậy. Cái con đường thứ hai là con đường mà chúng ta ăn phải những cái sản phẩm lợn mà nó có liên cầu lợn mà chưa được nấu chín, điển hình như ở đây ví dụ như tiết canh chẳng hạn. Khi bị bệnh, người bệnh có triệu chứng sốt cao, buồn nôn, ủ tai, điếc, cứng gáy rồi rối loạn chi giác. Trường hợp nặng, người bệnh bị sốc nhiễm độc, nhiễm khuẩn huyết cấp tính rồi rối loạn máu nặng, hôn mê và tử vong. Nó tùy theo từng cái thể, với một cái thể viêm não mục thì nó cỡ độ từ vài ba ngày cho đến một tuần. Thế còn với cái thể nhiễm trùng huyết thì có thể nó một số bệnh nhân diễn biến khá cấp tính, có thể trong vòng độ vài chục tiếng. Bệnh nhân mà nhanh nhất chúng tôi ghi nhận ở đây là trong vòng 16 tiếng là bệnh nhân đã xuất hiện tình trạng sốc. Thời gian ủ bệnh ngắn, chỉ từ vài giờ đến 3 ngày, có khi biểu hiện sốt cao từ 40 tới 41 độ C, xuất hiện các mảng xuất huyết hoại tử dưới da, tiêu chảy, cứng cổ, có thể khó thở. Trong trường hợp bị mắc bệnh liên cầu khuẩn, bệnh nhân cần được đưa đến bệnh viện sớm, tránh nguy cơ tử vong. Hiện tại vẫn chưa có vaccine phòng bệnh này cho người. Tuy nhiên, để hạn chế liên cầu khuẩn gia tăng như hiện nay thì cần sự nỗ lực từ nhiều bên. Để mà hạn chế mắc bệnh này thì chúng theo tôi nghĩ là cũng có nhiều việc là phải làm. Ví dụ như là đối với người nhà nước thì nên cấm bán tiết canh sống ở tất cả các cái chợ hoặc là cửa hàng cửa hiệu là hái, và tuyên truyền cho mọi người biết cái tác hại nguy hiểm của cái bệnh này, rất là nguy hiểm, mọi người chưa biết thì phải tăng cường cái công tác truyền thông để mà phổ biến kiến thức. Và người tiêu dùng thì cũng cần phải thấy rõ là mình phải tự bảo vệ sức khỏe của mình, và sức khỏe là vàng, mình phải phòng bệnh hơn chữa bệnh, thì mình cũng
không nên ăn những cái thực phẩm nào mà không đảm bảo an toàn, trong đấy là có cái tiết canh lợn là cái hàng đầu của cái vấn đề bị bệnh này. Ngoài ra thì cũng có thể là ở những cái thịt sống nó vẫn bị, cũng nên là nấu rất là kỹ, đấy, là rất là sạch sẽ, phải giữ vệ sinh như thế.